Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một tiết mục mở màn thật đặc sắc. Và đó tiết mục gì ạ? Đất nước đau thương nên người phải ra đi. Từ quê hương làng Sen yêu dấu, người thanh niên nguyện tất thành đã lặng lẽ ra đi tìm đường cứu nước. Paris, London, rồi mặt tư khoa xa xôi bút giá, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, là Bác Hồ, là Việt Nam, là Tổ quốc. Từ làng Sen có một người trai chí lớn, mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương. Và dù ở nơi đâu, dù là lúc nào, thì quê hương luôn trong trái tim người, luôn xa xiết khôn nguôi. Những ca từ thật đẹp khi viết nhạc về Bác, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết bằng cả tấm lòng, cả trái tim và tình yêu thương vô vàn tới Bác. Bài hát ra đời từ năm 1969, nhưng cho đến nay vẫn luôn chạm đến trái tim xúc động lòng người mỗi khi nghe đến. Tấm áo vải mong manh, giữa trời Âu giá lạnh. Vâng, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu, thưởng thức màn hát múa. Từ làng Sen, sáng tác Phạm Tuyên, do lớp múa và lớp thanh nhạc biểu diễn. Từ làng Sen có một người trai chí lớn.
đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Những cánh sen hồng gửi cho ta bao cảm xúc và nỗi niềm nhớ Bác khôn nguôi. Bác ơi, tim Bác mênh mông thế, ôm cả non sông mọi kiếp người. Những điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng được cô giáo Vân Anh hướng dẫn và biên đạo đã tạo nên một tiết mục thật tuyệt vời phải không ạ? Chúng ta hãy dành cho các bạn một tràng vỗ tay đi ạ! Xin trân trọng cảm ơn. Và như chúng con đã nói, đêm hôm nay là một đêm nghệ thuật đa sắc màu. Chúng con được múa, được nhảy, được làm MC, được diễn kịch nữa đấy bố mẹ ạ. Thật là tuyệt vời phải không ạ? Và ngay lúc này xin mời mọi người đến với một tốp ca nữ là như cô em Út với chất giọng trong sáng và đáng yêu, đến từ lớp học thanh nhạc của cô giáo Vân Anh với liên khúc Đi học xa vài mẻ trường em học bao điều hay, do bạn Quỳnh Anh và tốp nữ biểu diễn. Xin mời các bạn nào!